Con xin thầy cho con hỏi, lại đám ma hay lại, nhưng khi mình đưa đi chôn thì mình lại mấy lại thì đúng? Xin thầy cho con hỏi, mẹ con dặn là khi đám ma mẹ con thì con phải khóc, nếu không mẹ con sẽ giận. Bởi quý vị thấy không, cuộc đời toàn làm khổ nhau không. Cái cuộc đời nhiều khi nó đơn giản hết sức, nhưng mà mình toàn là suy nghĩ cái gì đó để mình thỏa mãn cho mình, để mà làm khổ người khác. Bây giờ trước hết là cái vụ đám ma. À, trong này nói là con lại đám ma lại hai lại, nhưng mình đi chôn không biết lại mấy lại, tùy theo người chết. Phải hỏi bác ơi, bác muốn con lại bác mấy lại? Thưa đại chúng, trong cái truyền thống của chúng ta đó, khi mà chúng ta lạy á là để bày tỏ cái lòng cung kính thôi. Nhưng mà hồi xưa ông bà mình quy định một cái số nghi lễ nào đó để bày tỏ cái lễ nghi, chứ có không đúng không sai. Lạy là thành kính thôi, quan trọng là cái tâm thành. Nhưng mà xưa nay các vị nói đã lễ là phải nghi. Nghi là gì? Là nghi thức. Nghi lễ mà. Lễ là cái lòng cung kính, còn nghi là cái hình thức nào để bày tỏ. Ví dụ như nè, cái quan trọng là ly nước uống. Còn này là nghi nè. Đấy, đây là cái lễ nè, đây bỏ vô dĩa vậy là kêu nghi lễ nè. Để vô cái dĩa để làm chi? Để nói lên sự trân trọng, để vậy thấy hỏng trân trọng. Nhưng mà quan trọng là trong này, để trong cái dĩa này mà đưa nước hư sao uống. Hay là bây giờ ví dụ như giờ quý vị lỡ nhiều khi quý vị gặp quý thầy á, bất chợt cái muốn phát tâm cúng dường, cái không có bao thờ, cái xé đại miếng giấy hay cái napkin gì để quấn tiền vô tôi. Con xin lỗi thầy gấp quá, bất chợt quá con không có, con đưa đỡ thầy này. Không lẽ mình nói dạ không sao, quan trọng ở trong. Đấy là Pháp Hòa ví dụ vậy thôi nha. Tức là quý vị nhớ là cái gì cũng vậy, lạy cũng vậy, cũng là cái lễ nghi mình bày tỏ cho người. Bây giờ nhưng mà nếu mình nói khơi khơi, không có đặt một cái thành một cái số vấn đề, cái nghi thức, thì người sao người ta biết làm. Cho nên tổ tiên mình mới quy định lạy người chết chưa chôn đồng với lạy người sống hai lạy thôi. Hai lạy là tượng trưng cho cái gì? À, tượng trưng cho cái đời, cái tình nghĩa và cuộc sống, hay nói là cái đời, cái đạo, cái dung nhiếp giữa sống chết. Ví dụ mình lại ông bà còn sống nè, mình lại chúc thọ rồi lại hai lại. Hoặc là lại cái người chết chưa chôn, tại sao chết chưa chôn mà hai lại? Là bởi vì nghĩ rằng cái người này chết nhưng mà chưa chôn, nghĩa là còn đang nằm đây, mặc dù họ đi vô cõi âm, họ trở thành người âm rồi, nhưng mà vẫn còn nằm ở trên dương thế này. Sự giao thoa giữa âm dương, giữa người này còn, cho nên giữ hai lại thôi. Còn khi nào hạ nguyệt hay là để vô trong lò thiêu rồi thì mình lại bốn lại. Lại bốn lại là để làm gì? Để ý nó là trọn tình, trọn nghĩa, ân nghĩa, tứ ân, ân cha mẹ, ân ông bà nội ngoại hai bên, hoặc là bốn ơn lớn trong cuộc đời này. Người này là người mẹ sanh ra mình, người này cũng đã từng dạy dỗ cho mình phải quấy trong cuộc đời. Nói chung là một người mẹ, vừa là thầy, vừa là thiện tri thức của mình. Cho nên bốn lễ này coi như là hoàn tất mọi cái ân trong cuộc đời này mà mình tiếp nhận với người này. Cho nên lại một cái người chết mà chôn rồi hay là đưa vô lò thiêu, chúng ta lại bốn lại. Còn lạy Phật lạy mấy lạy? Lạy ba lạy. Lạy ba lạy là lạy Phật, lạy Pháp, lạy Tăng. Còn lạy trời á, lạy năm lạy. Tại vì sao? Tại vì bốn phương Đông Tây Nam Bắc giờ ở khoảng giữa, cho nên lạy năm phương là phủ phương là năm lạy. Đó mình nói gì đó. Cũng giống như người ta thờ thần tài, người ta để năm chung nước, không có được để ba chung, mà cũng không để bốn chung, cũng không để ba chung, hai chung, mà thờ thần tài thổ địa năm chung nước. Tại vì sao? Tại vì đất đai có năm hướng,
Đông Tây Nam Bắc là bốn hướng chính, và ở giữa cho nên gọi là ngũ phương ngũ thổ. Thì chúng ta để năm chung nước. Như vậy thí dụ bây giờ mình lại người chết, lại ba lại được không? Không biết cũng có sao đâu. Chưa người nào ngồi dậy nó ê thiếu à. Không, chưa ai ngồi dậy nó ê thiếu tao lại nghe. Mình không biết mình lại ba lại cũng không sao hết. Nhưng mà bởi vì đã nói nghi lễ, nghi là hình thức, lễ là tấm lòng cung kính. Đây là một hình thức bày tỏ lòng cung kính của mình. Cho nên các vị ngày xưa quy định vậy thôi, chứ còn mình muốn lại như mình lại. Ví dụ như hồi xưa ta tới Phật Thích Ca, ta chỉ cần chắp tay ta ngồi xuống ha. Ấn Độ, Lào, Campuchia không có lại giống mình là đứng lên lại xuống à. Ngồi xuống xong rồi lại một lại thôi, rồi chắp tay thưa hỏi. Còn mình bây giờ đứng lên lại xuống là mình lại theo kiểu vua chúa hồi xưa. Thấy không? Mà lại nó có 9 cách lại. 9 cách chứ không phải là như bây giờ là cái kiểu của mình á. Cái kiểu của mình á là cái kiểu gọi là hồ quỳ. Lễ bái của nước hồ. Nước hồ ngày xưa là ta lại chân lên chân xuống. Cho nên các vị trong nghi lễ ta nói đó, hồ quỳ hiệp trưởng là quỳ theo kiểu người hồ. Thấy không? Quỳ theo kiểu người hồ là mình ngồi quỳ xuống chắp tay. Đây là mấy cái nước hồi xưa đó. Rồi á, ta lại mà ta nằm dài xuống kiểu Tây Tạng đó, nhớ không? Nằm nguyên cái thân, ta nằm trường xuống đất á. Cái đó gọi là trường mạng lễ. Trường là dài, mạng là cái thân, nằm dài cái thân ra lại. Chính cách lại lận, chứ không phải là chỉ một cách đâu. Còn nếu mà nói về bao nhiêu thì hồi xưa giờ ông bà tổ tiên mình lập ra một cái bảng vậy để cho mình có cái lễ nghi mình làm theo. Còn tùy tâm mình muốn lại nhiêu đó lại. Còn cái chuyện mà mẹ chết mà mẹ bắt mình phải khóc, cái này cũng ít nghe. Thật sự ra đây là một cái quan niệm của người xưa đó thưa đại chúng. Tại vì người xưa quan niệm á, cha mẹ mà chết á là con cái phải để tang, phải khóc lóc. Và chẳng những như vậy á, là phải làm cho nó thiệt là khổ não thì mới gọi là bày tỏ cái tấm lòng của mình. Ở ngoài Bắc ta còn khóc mướn nữa đó. Kêu cái người khóc mướn tới kể cho họ nghe information của má mình. Chi tiết đó, mẹ tôi á, hồi nhỏ đó cực lắm, bán xôi đi làm nuôi tụi tôi. Rồi ba tôi sáng sỉnh chiều say, rồi nuôi tụi tôi bày con, kể hết về cuộc đời của mẹ cho cái người khóc mướn nghe. Phải không? Rồi cái người khóc mướn đó họ nắm được chi tiết, rồi bắt đầu họ mới ngồi đó đó. Họ kế bên đó, họ nói, họ rên rỉ cho mình khóc. Hoặc là mình không khóc được, cái mình nghe họ kể, mình khúc thích, mình cười cũng được. Rồi họ ngồi, họ kể lễ vậy đó. Rồi mình nghe như vậy, rồi mà cái đó gọi là mình có là một cái tang. Thậm chí khóc không cho chùi mũi á, mũi chảy chừng nào á con hiếu chừng nấy. Mà cái đó cũng ngon á, tại nó chảy xuống rồi sẵn liếm liếm. Quần áo á, mai tang á là không có được lên lai. Hồi xưa mai tang là không cho lên lai. Tang là không được cắt, không có được lấy kéo cắt, kêu là xé tang chứ không ai kêu cắt tang hết á. Tại sao vậy? Tại vì xé như vậy chỉ nó mới tơ ra. Mà chỉ tơ như vậy, mặt tơ chỉ như vậy đó, ý nói là mẹ chết, ba chết buồn quá, mặc đồ te tua hết. Bây giờ không chết ai nó cũng mua đồ te tua nó mặc kìa. Nó mua cái quần nguyên gì nó xé te tua nó mặc kìa. Rồi ta bộ thấy nó mặc cái quần jean te tua, nó cha hàng này chắc ba mới chết. Tất cả là quan niệm. Quý vị nhớ hồi sáng qua nói không? Cái pháp nào á, mình nhìn á, mình cũng, nếu mình nhìn Phật Pháp cũng thấy được hết á. Cho nên á, có nhiều vị á, bắt con á, chết á, phải đem cả cái quan tài về Việt Nam chôn. Thì mình muốn thì con nó sẽ làm, nhưng mà tội nghiệp cho con tốn tiền. Phải không? Bây giờ mình muốn con khóc không? Khỏi cần ép nó.
mình sống như thế nào mà khi mình mất đi rồi con nó cảm được cái trống vắng khi không còn mẹ, nó khóc tự trong lòng nó khóc ra. Còn mình sống mà không có điểm gì cho nó khóc, nó không lẽ mình nằm xuống nó đỡ ghê vậy. Nó đâu có chuyện gì đâu nó khóc. Mà không phải nói về cha mẹ mà tất cả chúng ta. Cho nên người xưa có câu nè, khi mình sinh ra mình khóc, người xung quanh cười. Và mình hãy sống như thế nào để khi mình chết đi mình cười mà người khác khóc. Đó là cái cách sống của mình. Mình sinh ra là một đứa nhỏ khỏe mạnh cho nên mình khóc, người xung quanh thấy rất là vui là vì mình là một đứa trẻ khỏe mạnh đã sinh ra đời cho nên ta cười. Mình khóc mà người khác cười. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta sống như thế nào để khi mình chết mình không có hối hận, mình không có lưu luyến gì hết, mình sẵn sàng đi, mình cười khi mình chết mà người khác thương tiếc mình. Cái đó mới quan trọng. Cho nên á, nhà thơ Thanh Nguyên á, mà mỗi lần đọc cái bài thơ đó lên là mình khóc. Khi con biết đòi ăn, mẹ là người mớm cho con từng muỗng cháo. Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu, mẹ là người thức hát ru con. Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn là khi tóc mẹ ngày thêm trắng bạc. Cái dòng tay lớn lên từ tấm bé rộng dần khi con trẻ lớn khôn. Mẹ không sống đủ trăm năm nhưng mẹ đã cho con dư giả nụ cười và tiếng hát. Có một lần mẹ không ru con khóc là khi mẹ không còn. Hoa hồng đỏ từ nay hóa trắng. Mẹ là người cho con cái tên riêng trước cả khi con bập bẹ lên tiếng mẹ. Mẹ có nghĩa là tất cả, là cho đi không đòi lại bao giờ. Cái tiếng mẹ mà con bập bẹ nói từ lúc con còn nhỏ đến lúc con trưởng thành vẫn chưa hiểu hết chiều sâu. Chữ mẹ thôi, mình nói từ khi mình tấm bé cho đến khi mình trưởng thành nói không hết được chiều sâu của chữ mẹ. Cổ tích thường kể rằng ngày xưa có một vị vua hay ngày xưa có một công chúa. Cổ tích của con bắt đầu từ ngày xưa có mẹ. Bài thơ của Thanh Nguyên. Bây giờ là nếu mà vị nào mà có cái ý là mình biểu con mình phải khóc lóc hay là phải làm đám tang mình cho rình rang thì xin quý vị không cần. Mình phải làm sao để cho con mình được cái thoải mái, đặc biệt là những cái chi phí cho một cái tang lễ, và tùy sức khỏe, sức của con mình mà các con mình làm theo cái tấm lòng của các con. Thậm chí nhiều khi cha mẹ còn dặn dò làm thật là đơn giản, đừng tốn kém để làm phiền của tụi, nghĩa là đời sống của tụi con. Đó là cái tấm lòng của cha mẹ. Và xin thưa là mình chỉ trả lời hết giờ thôi nha, bởi vì câu hỏi cũng nhiều lắm. Con lập bàn thờ, thờ hai họ, họ nội và họ ngoại cùng một bàn thờ có được không? Con đi xa bên Hàn Quốc không về được dỗ thì con cũng vọng về được không? Dạ tất cả đều được hết. Khi mình thờ á, nội ngoại tổ tiên không cần phải mỗi gia đình một cái bàn, một cái bát hương. Tất cả ông bà nội ngoại tổ tiên của mình một bát hương thôi. Cũng giống như mình thờ Phật vậy đó. Di Đà, Quan Âm, Thích Ca, Thế Chí, Địa Tạng, Dược Sư, ở gì thì mình thờ một lư hương thôi, không cần phải nhiều bát hương. Còn á, mình đi làm xa, ngày giỗ ông bà mình không về được thì ngay nơi mình đang sinh sống mình mua một dĩa trái cây, hoặc thậm chí mình nấu một chén chè, mình châm một chung trà, mình tưởng nhớ đến cái vị đó cũng đều là gọi là cúng giỗ cả. Vì giỗ là cái ngày kỷ niệm người đó mất, và cúng là cái tấm lòng của mình, cái sự nhớ nghĩ của mình. Đó là một cái hình thức bày cúng để cho mình nhớ ngày. Quan trọng cái mục đích của cúng giỗ là để chúng ta không quên cái gốc rễ của mình thôi. Con luôn làm điều tốt giúp người, ăn nói nhỏ nhẹ tao nhã khiêm tốn, giúp người nhưng bị người lấy ơn trả oán hoặc tìm cách hại vu oan cho con dù nhận điều tốt từ con.
từ người ngoài xã hội, đồng nghiệp, bạn bè, anh em họ, đến cả mẹ ruột, mẹ chồng đều đối xử tương tự như vậy với con, là vu oan cho con hoặc hại. Dù con gửi đồ, gửi tiền giúp đỡ và nói năng quan tâm nhỏ nhẹ, con thật sự không hiểu làm cách nào để thoát khỏi ạ. Vì tốt xong thì buồn quá nên bây giờ tự kỷ, không muốn tiếp xúc với ai hết. Này không được. Mình cứ làm cái việc của mình thôi. Tức là mình sống mà mình đủ khả năng nói lời nhỏ nhẹ, lời từ ái, quan tâm giúp đỡ, giúp đỡ mọi người, đủ rồi. Cái tại vì mình có thể mình nghĩ là mình làm xong rồi người ta phải tốt với mình, thấy không? Nếu mình nếu muốn quán về cái nghiệp thì mình thấy rằng á, nhiều khi mình trả nợ. Còn nếu mình quán rằng cái tâm lượng của mình là đến giúp mọi người thôi, còn mình không có nghĩ rằng ai làm cái gì cho mình hết, mà thậm chí người ta sống dở hơn, người ta hại mình, cái đó là phần của người ta, phải không? Còn mình mà đủ khả năng sống tốt cho mọi người thì mình nên giữ như vậy, chứ đừng vì cái chuyện mà người ta không tốt với mình rồi mình sống mình buông xuôi cuộc đời thì không nên. Cái này là mình đi được một phần đường rồi đó mà mình chưa cố gắng vượt nữa. Và quý vị nhớ là trong kinh hay diễn tả các cái bậc tu hành như thế này nè, nói đến các thầy bồ và các vị thánh chúng á, trong kinh hay diễn tả câu này nè: các vị này, việc làm của mình đã xong, không còn ràng rịch trong các cõi, các gánh nặng đã buông xuống. Nghĩa là các vị này làm hết tất cả những khả năng của mình mà không có một chút gì dính mắc. Mình làm hết bổn phận của mình. Mà thưa cuộc đời á, chúng ta chỉ làm hết khả năng và bổn phận chứ còn không hết việc đâu, mà cũng không hết người khổ đâu. Đó, bây giờ nếu là mình đi làm từ thiện làm sao nói, làm trong khả năng mình thôi chứ. Cho nên nhiều thứ lắm. Tại sao mà chúng ta nói là Đức Quan Âm có nhiều cái ứng thân như vậy? Bởi vì đó là lòng từ bi. Khi mà tâm từ bi mà có mặt thì chúng ta sẽ ứng hóa tất cả mọi hình thức, có khi dữ dằn, có khi hiền lành, có khi tùy thuận, bằng mọi hình thức để mà cảm hóa, để mà thuận độ chúng sanh. Đó là tâm lượng đại bi. Vì chúng ta hiểu được mỗi cái hoàn cảnh khổ đau của chúng sanh mà chúng ta có mặt. Cái hiểu được cái hoàn cảnh đó là trí, là con mắt, và có mặt để nâng đỡ đó là bàn tay, cho nên gọi là thiên thủ thiên nhãn. Trong tất cả các vị Phật Bồ Tát, vị nào cũng có hạnh nguyện cứu độ chúng sanh, nhưng mà riêng với Đức Quan Âm đó, thì được biết nhiều hơn, bởi vì cái hạnh nguyện cứu khổ của Ngài trùm khắp. Và đại chúng nhớ là Đức Quan Âm á, tiền thân của Ngài không phải là một người nữ. Ngài Đức Quan Âm là một người nam. Nhưng mà tại sao ở trong cái hình tướng người nữ mà chúng ta thường gặp, đó là bởi vì người Trung Hoa và người Việt Nam lấy cái đức hạnh từ bi của Đức Quan Âm biểu hiện qua cái hình tướng người nữ, biểu tượng cho người mẹ thương con, Bồ Tát thương chúng sanh. Cho nên cái hình dáng người nữ nó chỉ được thấy ở trong hình ảnh của người Trung Hoa và người Việt Nam thôi. Còn hình ảnh của Đức Quan Âm ở các truyền thống Phật giáo khác á, vẫn là thân tướng của một người nam. Ví dụ như ở bên Hàn Quốc hay bên Nhật Bản á, khi người ta phát họa hình Đức Quan Âm á, có thể nhìn có một cái dáng nữ đó, nhưng mà trên cái mép môi của Đức Quan Âm vẫn có râu. Và tại sao những cái hình ảnh bên Hàn Quốc, bên Nhật Bản lại có cái vẽ cái râu ở trên tượng Phật Bồ Tát? Hầu như là tất cả tượng Phật Bồ Tát đều có râu hết. Để nói lên cái gì? Đó là tướng trượng phu. Chúng ta thường gọi là râu bát tự. Chữ bát là số 8, tự là chữ,
Râu bát tự là bởi vì người Hoa viết cái chữ bát á, nó giống như cái râu của mình vậy đó, cho nên cái đó gọi là râu bát tự, biểu tượng cho tướng của trượng phu, tướng của người nam. Ở bên Ấn Độ á, tướng trượng phu là mũi cao, vai rộng, cho nên các cái tượng Phật ở bên Ấn Độ tạc á, thường thường cái vai rộng lắm. Nhưng mà cái trượng phu và người có cái đạo, có cái đức hạnh theo cái quan niệm của Á Đông á, là phải mặt tròn. Cho nên tượng Phật của Trung Quốc đa phần là mặt tròn, biểu tượng cho người phúc hậu. Và cổ có ba ngấn, ví dụ vậy. Đó là những cái hình ảnh mà người ta phát họa lên để nói từ cái tâm, cái đức của người tu. Ví dụ như tay dài cũng là một cái biểu tướng, biểu tướng của người có cái tuổi thọ tốt. Biểu tướng của cái ngay cái môi mình, cái sâu gọi là nhân trung. Đó là những cái biểu tướng nói lên cái tâm của mình. Ví dụ như thể nói đến cái hình ảnh là người đó bậm trợn, hầu hóa độ những kẻ hung dữ, cho nên cặp mắt phải dữ dằn, tay chân phải cung lên, phải co lên. Mà hãy nói tới Đức Quan Âm thì những hình ảnh rất đẹp, rất từ bi. Nhưng Đức Quan Âm vì lòng từ bi cũng có khi thể hiện những tướng rất dữ dằn, như là cái tượng ông Tiêu ở các chùa Việt Nam thờ đó, chúng ta thường gọi là Tiêu Diện Đại Sĩ đó. Thì ở trên đầu có ba cái đỉnh núi, trên đầu có ba cái cục đó. Mà đôi khi người ta không biết, ta kêu ba cái sừng, nhưng mà thật sự cái đó là ba cái núi, để trên đỉnh nó mọc lên ba cái núi. Còn mặt có phần lửa, cho nên gọi là diện nhiên. Diện là mặt, nhiên là lửa. Nam mô diện nhiên Vương Bồ Tát. Diện nhiên tức là mặt lửa, fire face. Và trên đầu của ngài là có ba cái ngọn núi, rồi lưỡi của ngài le dài ra, không? Và tay của ngài cầm một cây cờ, đó là cây cờ lệnh. Hình ảnh mà ông Tiêu giữ dằn ở trong các chùa Việt Nam thờ đó, đó là hình ảnh, là đó là hóa thân của Đức Quán Âm. Cho nên nhiều khi người ta cúng cô hồn, người ta đem cái tượng Quán Âm ra, người ta để, thay vì người ta không có tượng Tiêu Diện Đại Sĩ thì người ta thỉnh Đức Quán Âm ra. Tại vì Tiêu Diện Đại Sĩ cũng là ngài Quán Âm, ngài Quan Âm cũng là Tiêu Diện Đại Sĩ, hiểu ý không? Cho nên thỉnh thoảng các cái buổi cúng cô hồn, mình thấy người ta để Đức Quan Âm ra đứng ở đó, đứng ở trên cái bàn thờ. Cô hồn bày thức ăn la liệt rồi cao lên chút để bàn thờ Đức Quan Âm, đó là tượng trưng cho Tiêu Diện Đại Sĩ. Cho bên trong một con người hung dữ đó là một trái tim ấm áp, một tấm lòng từ bi. Và trong phẩm Phổ Môn Quan Âm, ở trong Kinh Pháp Hoa thì nói Đức Quan Âm có mấy mươi cái tướng, 32 thân tướng. Nơi nào cần hiện thân đồng nam thì Bồ Tát liền hiện thân đồng nam vì đó thuyết pháp. Nơi nào hiện thân cần hiện thân đồng nữ thì Bồ Tát sẽ hiện thân đồng nữ mà vì đó nói pháp. Đó là gì? Đó là năng lực của từ bi, the power of compassion. Nếu mình có năng lực từ bi thì mình sẽ ứng hóa một cách rất linh động, không có bao giờ phiền não. Tại vì chỗ nào chúng sanh cần thì mình tới, hết cần thì mình đi, chứ không có phiền não. Mình phải làm việc này, tại sao tôi phải làm việc kia? Vì đó là cái hình ảnh của Đức Quan Âm. Mình cho mình đọc trước khi mình đi vào cái trong cái nghi thức tụng niệm của truyền thống Phật giáo Việt Nam mà theo Bắc Tông á, là bắt đầu buổi kinh là tụng chú Đại Bi. Tại sao vậy? Tại sao mình phải tụng chú Đại Bi bắt đầu vào buổi kinh? Để mình thể nhập vào cái biển từ bi, cái hội từ bi của Phật. Đó là mình thể nhập, mình enter, mình join, mình merge vào cái tâm lượng từ bi của Phật. Mình tu gì cũng biết, mình nói gì cũng biết, mà người tu mà thiếu lòng từ bi thì chưa phải là một người tu chính nghĩa. Mình có trí tuệ là đúng rồi,
Nhưng mà trước hết phải có lòng từ. Cho nên trong cuộc đời này á, mình có thể thiếu tiền, mình có thể thiếu những cái vật chất, nhưng mình không thể thiếu lòng từ bi. Bởi vì lòng từ bi không cần mua sắm, không cần phải có tiền mới có được, mà chỉ cần chúng ta biết quán cái khổ của chúng sanh, cái hoàn cảnh của chúng sanh, thì tự động chúng ta có lòng từ bi. Cho nên tại sao chúng ta gọi Ngài là Quán, Quán Thế Âm. Quán là quán xét, thế là thế gian, âm là âm thanh. Quán xét cái thế tiếng thế gian người ta kêu cầu cứu khổ hằng ngày, và nhờ thấy những cái âm thanh cứu khổ đó mà chúng ta khởi lòng từ mà cứu độ. Đọc lại cái lời quán nguyện Đức Quan Âm coi. Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Tại vì sao? Tại vì có những niềm riêng lòng không nói hết. Trên cuộc đời này có những người, người ta khổ nhưng mà người ta không thể nói nên lời, người ta không thể tâm sự, người ta không thể chia sẻ, nhưng mà người ta thể hiện qua ánh mắt, người ta thể hiện qua nụ cười, người ta thể hiện qua cái action, cái cách sống của họ. Mình biết họ là một người đang đau khổ, và chính mình thấy họ được vậy. Họ đâu cần nói, nhưng mình, tại mình có cái quán, mình có cái quán, mình nghe được cái tiếng khổ của họ mà silently, không có nghe tiếng. Họ nói trong lòng. Cho nên có những người, người ta cười ra rã bên ngoài vậy đó, nhưng mà trong lòng người ta khổ đau vô cùng. Nếu mình không có cái tâm từ bi, mình không có cái quán đó, mình không thấy đâu. Mình nói trời, người đó nó khổ quá, mình nói trời, tôi thấy người đó vui quá mà. Nhưng mà những khi những nụ cười đó chỉ khỏa lấp những cái khổ đau của họ. Chứ cái nhiều khi có những người, người ta giỡn cười chừng nào thì người đó lại có nhiều nỗi u sầu chừng nấy. Không phải là hầu hết, nhưng mà phần lớn hay là một số nào đó. Nói tóm lại, chúng sanh khổ đủ kiểu đủ cách, và có người bày tỏ, có người che giấu, có người không phải là muốn che giấu mà không thể nói. Nói cái gì bây giờ? Nói với ai? Nói thế nào? Cho nên không làm được. Và chúng ta hay gọi Ngài là Mẹ Hiền. Nhớ là cái tiếng Mẹ Hiền là người Việt gọi thôi nha, chứ còn tự chữ trong Phật Pháp cũng có mấy câu đó. Mình gọi Mẹ Hiền để chi? Mình cảm thấy gần gũi, mình cảm thấy mình là một đứa con trở về bên người mẹ có đầy tình thương. Tự nhiên mình cảm nhận được sự ấm áp. Mother of Mercy. Còn cái chữ đó là mình đặt ra, chứ còn thực thụ Ngài không có cái từ Mẹ Hiền. Hay là người Việt mình hay gọi Phật Bà Quan Âm. Phật Bà là mình người tự động mình đặt, chứ Ngài cũng không có xưng. Tại Ngài đâu phải tướng, tại mình thấy cái tướng người nữ mình kêu bà thôi. Chứ là Phật tử mà thuần túy là không có dùng cái từ Phật Bà. Người đời ta không hiểu, người tín ngưỡng bình thường ta gọi Phật Bà. Còn Phật tử có học Phật thì không nên gọi Phật Bà. Đức Quán Âm Bồ Tát, đó là cái cách mình gọi. Đó là lý do tại sao mà trong cái truyền thống Phật giáo Việt Nam đó, các tổ thiết lập một cái nghi lễ. Trước hết là mình đảnh lễ Tam Bảo bằng ba lễ đó. Mình đảnh lễ đó là gì? Đó là mình xưng danh hiệu chư Phật để mình thể nhập. Rồi sau đó mình nhập vào hội Đại Bi. Đại Bi xong rồi mình tụng kinh. Tụng kinh xong rồi thể nhập vào Bát Nhã. Rồi bây giờ mình qua câu thứ 10 ha. Nam mô Tất Kiết Lực Đoả Y Mông A Rị Gia.
con xin kính lễ vị thánh giả của sự vô ngã. Nhớ là Ariya là thánh giả, sage, sacred. Tại sao gọi là thánh giả của sự vô ngã? Tại vì mình sống mình nhiều ngã quá. Ngã là gì? Là cái bản chất mình kiêu căng, mình tự cao tự đắc, cái gì mình cũng nói là tôi đó, không có tôi là chết, cái đó là dựa do tôi làm. Mà cái tôi đó thật ra mình nói vậy thôi chứ còn. Câu thứ 11 là Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà. Xin lỗi, là câu thứ 10 đó là Quán Âm Bồ Tát Hiện Tướng Long Thọ Bồ Tát Hộ Trì Người Tu Hành Hàng Phục Tất Cả Ma Oán. Câu thứ 10 là Quán Âm Hiện Tướng Phật Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Rộng Độ Vô Lượng Chúng Sanh. Đây là mình nói cái hình ảnh đó, xúc tượng của Quán Âm, hóa thân của ngài Quán Âm. Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Bà Đà Bà, nơi Quán Âm Bồ Tát thị hiện phát tâm từ bi cho con sự tự tại không trở ngại. Kính lễ Bồ Tát, bậc thánh giả của sự vô ngã. Vì vô ngã cho nên ở nơi ngài có một tâm từ bi tự tại, không có gì trở ngại hết. Và đó là cái hóa thân thứ 12 của ngài Quan Âm, là hiện tướng Phật thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na độ chúng sanh an lạc. Câu thứ 12 là Nam Mô Na Ra Cẩn Trì. Chữ Nam Mô là mình biết rồi phải không? Là kính lễ, là homage. Na Ra Cẩn Trì nghĩa là vị Bồ Tát có lòng bảo hộ chúng sanh, gọi là hiền hộ, thiện ái. The one who protects living beings. Mình bảo hộ chúng sanh bằng cách nào? Bằng ba tâm. Đây cũng là thể hiện tâm từ bi đó. Mình có lòng từ bi là mình phải bảo hộ chúng sanh. Và thể hiện bằng cách là có cái tâm cung kính, có cái tâm đại bi, có cái tâm vô thượng bồ đề. Mình respect người khác, mình cung kính người khác cũng là thể hiện lòng từ. Cho nên Na Ra Cẩn Trì là con kính lại bậc Bồ Tát, hay là bậc luôn luôn thiện hộ cho chúng sanh. Thường thường chúng ta là hiền hộ, thiện ái, vì thương mà chúng ta hộ. Câu thứ 13, Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế, là tâm vô nhiễm, tâm đại quang minh, ánh sáng soi rọi khắp nơi, tâm từ bi mạnh mẽ lâu dài, đủ sức cảm hóa chúng sanh. Tâm vô nhiễm. Câu này là vô nhiễm và ánh sáng. Vì vô nhiễm cho nên tâm mình lúc nào cũng trong sạch. Còn nói về cái hình, cái hóa thân của cái hình ảnh này là gì? Quan Âm hiện tướng dương đầu thần vương hộ trì hành giả lìa xa các loài thú. Hiện thành một cái tướng, một vị thần có cái đầu dê. Mục đích là để bảo hộ chúng sanh, hành giả lìa các loài thú. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế là vô nhiễm và đại quang minh. Tức là mình không có bị tainted by any kind of dust.
Và khi mình tâm mình vô nhiễm thì lúc nào nó cũng sạch, nó cũng phát sáng. Ví dụ như mình đối với ai, cái tâm mình không có nghĩ bậy, mình đến với người nào, mình hành xử, mình đối xử, mình giúp đỡ, tâm mình trong sạch. Còn nếu mà mình có mục đích gì đó bằng cái hình thức nào thì tự nhiên mình không bình thường. Cho nên tâm đó là tâm nhiễm ô. Lòng từ bi thì mình vô nhiễm. Đó là He Rị Ma Bằng Đa Sa Mế Tát Bà A Thao Đậu Du Bằng. Đây là tâm bình đẳng đối với chúng sanh, đối với nhau bằng sự hòa ái. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng, đối với mọi người bằng cái tâm bình đẳng. Đây là hóa thân của Bồ Tát Hiện Tướng Cam Lộ Vương, thì là tay cầm nhành dương, tay cầm bình ngọc, độ chúng sanh. Nếu mình nhìn vô cái hình ảnh xuất tượng của Quan Âm thì mình thấy Đức Bồ Tát tay cầm cái chai nước trút xuống, tay cầm nhành dương liễu. He Rị Ma Bằng Đa Sa Mế Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng, tâm bình đẳng. A Thệ Dựng, chữ A Thệ Dựng nghĩa là gì? Nghĩa là không có cái gì có thể so sánh được. Mà cái gì có thể không có cái gì so sánh với cái gì? Không có cái gì so sánh được với cái lòng từ bi. There is nothing can be compared as a compassionate. Tại vì sao? Tại vì nó là đại bi, nó là vô lượng. Mà lòng từ bi thì bằng mọi hình thức anh lấy diện đo. Qua cái hình tướng này thì mình thấy Quan Âm hiện tướng phi đằng dạ xoa. Phi đằng tức là một vị dạ xoa biết bay. Thiên vương tuần sát bốn vương, khuyến thiện ngừng ác, bay đi khắp bốn phương, khuyên người ta bỏ ác làm lành, gọi là khuyến thiện ngừng ác. Tát Bà, Tát Đa, Nama Bà Dạ, đó là bản của tiếng Việt. Còn cái bản mà nguyên thủy tiếng Phạn và bên tiếng Hoa vẫn có, ở giữa của hai câu này nó còn câu nữa là Nama Bà Tát Đa. Bản tiếng Việt không có câu này. Thì cái này cũng là một cái sự gọi là bàn luận. Thì tại sao bản tiếng Việt không có mà các bản khác có? Thì có một số chư vị sau khi nghiên cứu thì các ngài nghĩ rằng trong cái quá trình in ấn có thể bị thiếu sót. Nhưng bây giờ người Việt mình nó thành thuần thục cái bài chú Đại Bi nằm ruột rồi, không thể đem câu này vô que tủng quen. Nhưng mà khi mình học tới đây thì mình biết ở giữa câu Tát Bà Tát Đa, trước khi mình nói Nama Bà Dạ, nó có 5 chữ giữa đó là Nama Bà Tát Đa. Vậy thì Tát Bà Tát Đa nghĩa là gì? Là thân tâm của Bồ Tát. Còn Nama Bà Tát Đa mà cái câu trong bản tiếng Việt mình không có đó, nó có nghĩa là khai sĩ, bậc khai sĩ. Bậc khai sĩ là gì? Là người khai mở cho con, chỉ dẫn cho con một con đường để con đi. Và chữ khai sĩ đó là cái nghĩa của khác của chữ Bồ Tát. The one who opened the path and guide me on this path. Hay nói một cách khác là the one who showed me the path and guide me on this path. Chỉ cho mình và dẫn mình đi. Và đó là một nghĩa khác của chữ Bồ Tát, khai sĩ. Thí dụ như cha mẹ vậy đó,
khi con mình lớn lên là cha mẹ phải có một con đường, phải mở một con đường cho con mình. Tại nó nhỏ quá cho nên mình chọn những cái trường nào tốt cho con mình học à. Rồi thậm chí hồi xưa cha con cái không có được chọn lựa người thương của mình, thì cha mẹ nghĩ rằng cha mẹ tìm cái người đó. Nhưng mà ở đây cái đó là cái chuyện tình cảm, còn ở đây là cha mẹ luôn luôn muốn tìm cho mình một con đường đi cho đúng. Giống như một người thầy á, mình nuôi nhận một người đệ tử xong rồi một thời gian thì mình phải tìm cái con đường cho người đệ tử đó mở mang hiểu biết tu học. Cho nên cái bậc đó gọi là bậc khai sĩ. Và nhớ nha, khai sĩ là một nghĩa khác của chữ Bồ Tát. Thí dụ như người ta gặp mình, ta nói Quan Âm khai sĩ, đó là Quan Âm Bồ Tát đó. Nhưng mà thay vì Bồ Tát thì gọi là khai sĩ Quán Thế Âm. Hay nói là tới khác là trên đời này có những người, người ta giúp mình mở mang hiểu biết đó, chỉ dẫn mình, thì người đó là khai sĩ cho mình chứ gì nữa. Cuộc sống của mình có thể tối tăm bế tắc, nhưng mà người đó là người đã giúp cho mình thấy được con đường. Mà con đường này là con đường của tâm linh, con đường của đời sống. Xưa nay mình vẫn sống, nhưng mà mình sống, mình càng sống mình càng khổ đau, và mình làm cho những người xung quanh mình khổ đau theo mình. Một ngày nọ mình gặp được một vị thầy đó, người đó đã nói, đã khai mở được cho mình và cho mình một cái ánh sáng để mình tu, mình sống. Ở đó người đó là người khai sĩ cho mình. Nam Bà Tát Đa đó. Rồi mình thêm câu đó thôi để cho mình biết, lỡ mai mốt mình có đọc vô mình thấy ủa tại sao câu này lại không có trong bản tiếng Việt. Và các vị tra ra phần lớn thì những cái bản in trước xưa của Việt Nam cũng không có, thì các ngài nghĩ rằng do cái quá trình in ấn. Nam Bà Dạ nghĩa là gì? Là vô đẳng đẳng, không có gì bằng. Trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh mình hay đọc á, thị đại thần chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú. Thị vô đẳng đẳng chú là không có cái gì bằng. Và lòng từ bi thì đâu có gì bằng vô đẳng đẳng. Câu thứ 17: Ma phạt đạt đậu. Ma phạt đạt đậu nghĩa là gì? Nghĩa là xin hãy khai mở tâm trí con để cho con rời cái cõi ô uế trói buộc của phiền não. Open my mind so I can live with non-attachment. Ma phạt đạt đậu. Nếu quý vị mà muốn biết cái này kỹ hơn thì nghe lại lòng từ vô ngại. Khi mà chú giải chú Đại Bi trong cái bộ đó thì mình học kỹ. Ở đây mình nói lượt thôi để mình còn đi tới học tiếp. Đát, và cái câu ma phạt đạt đậu này là Quan Âm Bồ Tát hiện tướng Quân Tra Lợi Bồ Tát mặt có ba con mắt để cảm hóa ác nhân hướng thiện. Đặc biệt vị Quân Tra Lợi này có con mắt thứ ba ở giữa. Ma phạt đạt đậu. Đát Điệt Tha. Đát Điệt Tha là gì? Tha Gia Tha. Tiếng Anh dịch là Say First. Liền nói chú rằng. Đát Điệt Tha. Liền nói chú rằng. Thí dụ mình tụng chú Dược Sư á, Đát Điệt Tha án bệ sắc thể, bệ sắc thể, thì liền nói cái gì? Liền nói ngay rằng, hay là trong bài Bát Nhã Tâm Kinh đó, tức thuyết chú viết. Tức thuyết chú viết là dịch từ cái chữ Đát Điệt Tha. Tức thuyết chú viết là liền nói chú rằng. Tại vì giới thiệu xong rồi nói, thì ở đây là gì? Đát Điệt Tha án. Chữ án mình học hôm trước rồi, phải không? Là mẫu tự, là cái bổn tập.
A Bà Lô Hê là dùng trí tuệ để quán sát và cảm nhận tiếng than khổ của mười phương chúng sanh. Khi mình quán sát á, thì mình không phải chỉ nhìn thôi mà lấy cái trí của mình để quán sát. Lô Ca Đế, xin lỗi, Đát Điệt Tha là Quan Âm hiện tướng A-La-Hán thuyết pháp độ sanh. Án A Bà Lô Hê là Quan Âm hiện tướng từ bi cứu khổ ban vui. A Bà Lô Hê là dùng trí tuệ quán sát để cảm nhận được. Ca Ra Đế là có tấm lòng từ bi giúp chúng sanh khỏi khổ đau. Ca Ra Đế tiếng Hán dịch là bi dạ, the compassionate one. Ca Ra Đế là người có lòng từ bi, là bi dạ. Vậy thì cái câu mà Lô Ca Đế, Ca Ra Đế hợp lại là gì? Là Thế Tôn Quán Thế Âm. Nghĩa là trên đời này mình luôn luôn, thế gian này luôn luôn tôn kính ca ngợi cái hạnh nguyện quán sát cứu khổ. Thế Tôn là the world always honor the one who able to reflect deeply and save all living beings. Mình thấy xong mình cứu khổ, đó là cảm nhận và giúp đỡ chứ không phải cảm nhận không. Nhớ ha. I know you are suffer. That's why I'm here for you. I know you suffer. That's why I'm here to listen. Đó là cảm nhận và thể hiện. Thì cái việc đó là việc làm chúng sanh thế gian này luôn luôn ca ngợi, cho nên gọi là Thế Tôn Quán Thế Âm. Nếu mà hai câu 19 và 20 mà ráp lại là A-bà-lô-hê Lô-ca-đế. Lô-ca-đế là Quan Âm hiện tướng Đại Phạm Thiên, tức là hiện tướng các vị trời, trời Đại Phạm. Rồi Di-hê-rị là câu thứ 22. Ca-ca-ca-la-ti Di-hê-rị. Di-hê-rị là gì? Dịch là thuận giáo. Thuận giáo là gì? Biết nghe lời, biết tuân theo những lời chỉ dẫn. Có một câu mình mỗi lần mình tụng giới mình hay đọc á, với cái vị mà nghe người thuyết giới dặn dò xong nói gì, y gì, y giáo phụng hành, y theo cái giáo pháp đó. Tiếng Anh mình có thể tạm dịch là I rely on your teachings and will put this into the practice. I receive your message and I will put this into the practice. Nhớ là cái chữ phụng hành đó, là hãy để này, để cái lời dạy này vào trong sự thực tập của mình. Thì cái đó gọi là di hê rị. Cho mình nghe ở trong kinh đó, mỗi lần mà tụng xong câu đó, Phật thuyết kinh này xong, các tỳ kheo ni hoan hỷ tín thọ phụng hầm. Đó là ba cái việc làm của một người nghe pháp. Nghe xong rồi hoan hỷ, vui vẻ, tin nhận. Chữ tín là believe, chữ thọ là receive, là nhận cái đó. Nhưng nó hai chữ tín thọ thôi, hai chữ tín thọ thôi là đã nói lên được cái sự mình hoan hỷ rồi, với lời dạy đó rồi, mà phải có niềm tin và tiếp nhận. Mình không tin sao mình nhận được. Cũng giống như ví dụ như là người ta đưa cho mình thức ăn á, mình phải tin rằng thức ăn này là người ta có lòng người ta cho mình mới nhận được. Cho nên một cái lời dạy nào của Phật nói xong rồi là mình phải tín thọ.
Rồi cuối cùng là gì? Phụng hành. Phụng hành nghĩa là hết lòng, hết lòng trong cái sự thực tập. Wholeheartedly put this into the practice. Yihari Maha Bồ Đề Tát Đỏa. Câu hồi nãy là Kara Đế Yihari. Yihari là quán âm quá hiện tướng thiên thần. Mehe Đầu La thống lãnh thiên binh độ chúng sanh. Maha Bồ Đề Tát Đỏa là gì? Maha là gì? Ma là rộng phải không? Là to lớn đó. Bồ Đề Tát Đỏa là Bodhisattva. Vậy thì cái câu này chỉ có nghĩa là Đại Bồ Tát. Nhưng mà ở đây nè, Pháp Hòa nói thêm để cho đại chúng ghi chú thêm mấy chữ. Bồ Tát là một từ. Hồi nãy mình học cái chữ khai sĩ cũng là Bồ Tát phải không? Bồ Tát còn có cái nghĩa nữa là gì? Là thị sĩ. Thị sĩ là sao? Là từ lúc ban đầu phát tâm cho đến tận về sau không thay đổi. The one who never changed their mind since they cultivate the practice. Không có đổi, không có thay lòng. Còn mình á, vui thì mình làm, buồn thì mình nghĩ, thích thì mình tới, giận thì mình đi. Cho nên mình không phải là bậc thỉ sĩ. Thì chữ thỉ là gì? Chữ thỉ là ngay từ lúc đầu. Thí dụ mình đọc cái câu đó, đệ tử chúng con từ vô thỉ. Mình ngay từ cái thuở ban đầu đó, chúng con là cái người mà từ xưa đến giờ. Nói cách khác là từ xưa đến giờ. Mà Bồ Tát được gọi là thỉ sĩ là vì từ khi phát tâm chưa bao giờ thay lòng. Bồ Đề Tát Đỏa còn có nghĩa là gì? Bồ Đề Tát Đỏa là khai sĩ, là thỉ sĩ, là cao sĩ. Cao sĩ là gì? Là cái người luôn luôn phát tâm cao thượng. Phát tâm cao thượng là phát tâm không có, nghĩa là trên cầu giáo pháp dưới độ chúng sanh. Vì có cái tấm lòng từ bi độ chúng sanh mà phát tâm chứ không có làm gì khác hơn. Thí dụ như mình tới giúp cho người ta, cái người ta nghi ngờ nữa không? Tôi đến đây chỉ vì một mục đích duy nhất là tôi muốn giúp anh thôi. Tôi không có ý niệm gì khác hết. Đó. Cái tâm niệm đó là cái tâm niệm của bậc cao sĩ. The highest mind one. Cái tâm của người đó cao thượng lắm. Ví dụ mình nói là lại đấng tam giới tôn quy mạng mười phương Phật. Nay con phát nguyện lớn thọ trì kinh gì đó. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Trên thì đền bốn ơn, đó là ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn đất nước, ơn chúng sanh. Đó là bốn ơn. Còn dưới cứu khổ ba đường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là tâm cao sĩ. Đó là nghĩa thứ ba của Bồ Tát, chữ Bồ Tát. Nghĩa thứ tư của chữ Bồ Tát là gì? Là đại sĩ. Đại sĩ là sao? Là các vị đó nguyện lớn, hạnh lớn. The vow and the practice. The high vow and the high practice. Hay là the great vow, great practice. Vì cái nguyện lớn cho nên cái hạnh lớn cho nên là đại. Còn ví dụ chúng sanh mình giờ cũng đại mà cái gì? Đại gia. Đó là mình có tiền nhiều thôi. Mình tiền gia sản mình nhiều kêu đại gia. Nhưng mà tâm mình, nguyện mình chưa nhiều, hạnh mình chưa nhiều thì chưa thể là đại sĩ. Cho nên Bồ Tát có bốn chữ để nói ha: khai sĩ, thỉ sĩ, rồi gì nữa? Cao sĩ,
đại sĩ Maha Bồ Đề Tát Đoạ. Còn nếu mà mình nói theo Ngài Huyền Trang á, Bồ Tát là gì? Là hữu tình giác và giác hữu tình. A sentient being that awakes and try the best to awake others. Một người, một con người có cảm tình, một con người có tình cảm gọi là hữu tình đó, đã giác ngộ và lấy cái giác ngộ của mình đi giác ngộ cho người khác, đi làm cho người khác hiểu giống như mình. Đó là cái dịch của Ngài Huyền Trang. Hữu tình giác, giác hữu tình. Còn Ngài Kumala Thập dịch đó là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Có cái tâm bồ đề, tâm từ bi lớn, muốn làm cho tất cả chúng sanh được thành tựu. Ví dụ mình dạy một cái người đó làm gì, là mình dạy hết lòng, tâm mình muốn làm sao cho cái người học trò đó trọn vẹn hiểu biết, đi tới chỗ thành tựu. Đó là Bồ Tát. Ở Việt Nam có những nhà giáo có cái tâm như vậy, dạy một người học trò mà thấy người học trò đó giỏi, có khả năng, đem hết trái tim ra dạy. Ngoài giờ học ở trường, ở lớp, sẵn sàng nhắc nhở, dạy dỗ cho cái người đệ tử đó. Tại vì mình muốn đứa học trò này nó phải trọn vẹn sự hiểu biết, vì mình thấy khả năng và cái tâm chí muốn học của nó. Đó là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Có cái tâm đi trên con đường lớn, thấy được con đường lớn và muốn chúng sanh cũng đi được như mình. Cho nên chữ Bồ Tát nhiều nghĩa lắm. Chữ Bồ Tát rất đẹp, mà không phải những người ngồi trên bàn mình mới kêu Bồ Tát, mà mình phải thấy rằng đời sống của chúng ta mỗi ngày chúng ta vẫn thấy Bồ Tát có mặt. Cho nên Bồ Tát là người có cái công đức viên mãn giác ngộ. Maha Bồ Đề Tát Đoạ, đây là hóa thân Quan Âm dùng tâm nguyện thanh tịnh, từ bi vô ngã, cảm ứng độ người, chân thật tu hành. Vẽ cái hình Đức Quan Âm đứng, lấy cái tâm thanh tịnh, thanh tịnh, từ bi, vô ngã để độ chúng sanh. Maha Bồ Đề Tát Đoạ. Tát Bà, Tát Bà, gọi là gì? Tát Bà, Tát Bà là nhất thiết lợi lạc. Làm gì cũng nghĩ đến lợi lạc của chúng sanh. Everything we do, we just think about how to benefit others. Mình làm cái gì mình nghĩ tới cái lợi lạc cho chúng sanh thôi. Mà hễ mà mình nghĩ tới cái này mình hơi cực rồi nha. Còn mình sống mà mình thôi làm cho có lệ, làm cho có chuyện thì thôi, chuyện nó dễ rồi. Cho nên nó không phải Bồ Tát. Còn hễ người nào có tâm có lòng thì phải chịu cực. Tại sao? Tại vì mình muốn lợi lạc cho mọi người mà. Mình muốn mọi người benefit. Muốn lợi lạc thì phải chịu ta để ý một chút, chịu cực một chút. Bây giờ đại chúng cứ nghĩ nè, trong cuộc sống ha, người nào mà sống trong một cái gia đình á, có thương nghĩ đến gia đình á, có muốn lo lắng cho mọi người, muốn mọi người vui vẻ đầy đủ, người đó cực hơn. Ví dụ như giờ á, người đó đi bữa đó người đó nấu ăn xong, cái họ nấu xong chuyện của họ rồi, họ không cần biết ai về trễ về muộn, ai ăn chưa không cần biết, xong việc rồi tôi đi lên. Nhưng mà cái người mà người ta sống trọn vẹn á, là người ta phải để ý. Bữa nay mọi người ăn rồi, nhưng mà còn bao nhiêu người chưa được ăn. Bây giờ đồ ăn, thức ăn hết rồi, mình nên đi làm thêm để lát mọi người về ăn cho đủ. Hay là thậm chí mình làm việc gì á, mình mua gì, mình sắm gì, mình cũng muốn mọi người trong gia đình cũng phải hưởng được cái đó, vui vẻ với cái đó. Trong cuộc sống này có những người, người ta sống, người ta biết quan tâm tới người khác lắm.
lo nghĩ tới người khác lắm, mà những người đó thì cực ạ. Tại sao? Tại vì cái tâm của họ luôn luôn nghĩ tưởng tới người khác, gọi là nhất thiết lợi lạc. Rồi nếu mà mình nghĩ xa hơn chút nữa nè, cái việc gì mình làm mà mình dẹp cái ngã của mình đi, mình làm là vì mình muốn cho, mình muốn làm cái điều tốt cho tất cả mọi người, mình không khe, mình không cần biết, tát bà tát bạc. Chữ không khe đây là đừng có quan tâm ai làm làm, ai thích không thích, ai nói không nói. Tại vì sao? Vì mình muốn làm lợi lạc cho tất cả. Có nhiều khi ở trong chúng, ở trong một cái gia đình, người ta nhịn nhục, người ta nhún nhường, không phải người ta sợ người kia, nhưng vì người ta nghĩ đến cái chung. Người ta không muốn trên cha mẹ buồn, con cái nó lo lắng, thôi mình im lặng cho mọi việc nó qua, mình nhường nhịn chút mà mọi việc nó xong. Mình lam sùm lên thì nó cũng chẳng lợi ích gì cho ai, mà làm buồn phiền hết tất cả, mà giải quyết không xong chuyện. Có nhiều vị người ta, ta nghĩ tới cái đó thì ta đọc câu thần chú này lên, tát bà tát bạc. Thôi vì việc chung đi, vì việc lớn đi, vì lợi ích chung, bỏ những cái nhỏ nhất. Pháp Hòa nhớ hồi đó học đến cái đoạn này nè, bắt chiếu quý á, và học chú Đại Bi cái đoạn, cái lần đó có bà có học đó. Thì xong cái bà mới qua, bà kể, bà nói nguyên cái bài chú Đại Bi nghe giảng con không nhớ câu nào, nhớ câu này không à. Cho nên giờ mỗi lần mà chuyện gì tới mà con buồn phiền, cái con nói tát bà tát bà. Vì lợi ích chung, vì lợi ích chung, because the happiness of all. Thôi nhẹ nhàng. Có nhiều khi trong gia đình mình hơi cực nha, chuyện gì cũng đổ đầu mình hết á. Lái xe nhiều khi mình cũng ấm ức, làm việc và đôi khi mình cũng buồn phiền, cái mình nghĩ thôi, mình vì lợi ích chung mình làm, mình làm một việc này mà cả mọi người vui hưởng chứ, đâu phải một người nào được lợi đâu. Đó, cho nên riết cái câu, mấy câu thần chú này thành ra pháp tu hết. Mà rốt cuộc á, nói nó thần chú mà thiệt là thần chú. Tại sao? Đó là thần lực của mình. Mỗi khi mình chìm xuống thì cái câu gì đã cứu mình lên, tát bà, nhấc mình dậy, không để cho mình ngã quỵ xuống. Hay là mỗi khi mình muốn nghĩ một cái gì sai, cái mình nghĩ di hê rị, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Mara mara là thuận duyên tu hành, mọi việc đều như ý. Mara mara là Quan Âm hiện bạch y Bồ Tát, tay cầm như ý, tay trái dắt đồng tử khiến chúng sanh được trường thọ. Tay ngài cầm cây ngọc như ý, tay cầm chúng sanh, dẫn một đồng tử, là một đồng tử là một đứa nhỏ đó. Mara mara hê rị, à xin lỗi, ma hê rị đà dựng. Cái này dịch là vô ngôn cực ý, không cần nói mà tâm ý của mình cũng đạt đến cái cảnh giới vi diệu đó. Sometimes just keep it quiet, just keep it silent, but you already attain to that miracle. Có nhiều khi mình đâu cần nói nhiều đâu, trong cái âm thầm đó mà mình đã đạt được tới cái chỗ tuyệt vời đó. Có những cái không cần nói mà mọi người cảm nhận. Ví dụ như khi mà mình một cái cảnh mình an ngồi yên tĩnh,
Mọi người bước vô trong đó tự nhiên thấy một sự im lặng, và tự động họ cảm nhận được sự im lặng đó, rồi họ bắt đầu họ cũng dừng cái sự đi nhanh, mỗi bước chân họ chậm lại và họ ngồi xuống để họ cảm nhận cùng cái năng lượng đó. Có nhiều khi thầy trò người ta hiểu nhau rồi, người ta đâu cần nói nhiều đâu, phải không? Hồi đó có một vị thiền sư và một cái ông quan. Thì ông quan này ông tới thăm thiền sư. Thì vị thiền sư hỏi ông một câu: ông thấy gì ngoài áo mão cân đai? Áo mão cân đai tức là những cái uniform mà của ông quan mặc. What do you see beside your royal uniform? Ông thấy gì ngoài áo mão cân đai? Nghĩa là ngoài cái chuyện áo mão của một ông quan, ông thấy gì nữa không? What else you can see? Ông quan trả lời: gió lùa khung cửa vắng, nghe gió thoảng hứa bên hiên ngoài, im nghe trời đất chuyển, trăm năm chỉ một ngày. Gió lùa qua bên cửa sổ, gió tức là gió bay nhẹ qua cửa sổ, gió lùa qua bên đó, mình nghe và im nghe trời đất chuyển, sự tĩnh lặng mà mình nghe được sự chuyển động của đất trời, trong sự thanh tịnh mình nghe được chuyển động của tâm thức, và mình ngộ ra một điều rằng tất cả nó chỉ nằm trong một ngày đó thôi. Nếu nói tới sự sống thì anh nói tràn gian đại hải gì, anh sống vui hay sống buồn, cuộc sống này người kia khổ đau, người nọ hạnh phúc, người nọ hơn thua, chúng ta cũng nằm trong 24 tiếng đồng hồ đó. Rõ không? Trong 24 tiếng đồng hồ mà cả thế giới này chuyển động đủ thứ chuyện xảy ra. Đồng ý không? Within 24 hours, tons of things that happen in this planet. Im nghe trời đất chuyển, trăm năm chỉ một ngày. Đó là mình nói tới hiện tượng. Còn nói tới cuối cùng, finally, tới cái cuối cùng là gì? Mình cũng đi về chỗ chết thôi. Hồi sáng này có anh Phật tử chở Pháp Hòa đi Phật sự, thì trên xe anh cũng nói hồi nào giờ có không nghĩ tới mấy chuyện này chuyện nọ, và nói thật ra học Phật đâu để làm gì đâu, đâu phải mình thành thánh thành tiên gì, mà để làm một người sống mà có hiểu có biết, mà sống mà có hiểu có biết thì mình sống an lạc hạnh phúc. Sống mà không hiểu không biết gì hết trơn. Có nhiều khi mình biết mà mình không hiểu. Thí dụ thế nào gọi là biết mà không hiểu? You know it but you don't understand it. Thí dụ mình thấy người ta lạy, quỳ xuống mình biết à này lạy nè, cuốc ba cuốc nè, đó biết thôi. Nhưng mà không hiểu tại sao ba lạy. Cuộc đời này mình biết nhiều lắm nhưng mà mình hiểu không bao nhiêu hết á. Và chính mình biết nhiều mà không hiểu, cho nên mình sống vẫn cũng phải sống, vẫn phải làm việc đó, nhưng không hiểu tại sao mình làm. Thành thử càng làm cho người khác khổ. Còn nếu mình hiểu rằng mình làm cái điều đó người khác sẽ khổ, mình sẽ dừng lại không làm nữa. Ngày hôm qua trong cái đám cưới, mấy đứa nghe thầy nói với hai em đám cưới ngày hôm qua, mình thương mà mình không có chịu cố gắng thay đổi thì cái đó chưa thể gọi là thương. Tại mình muốn xây dựng hạnh phúc mà mình không hiểu biết cách xây dựng thì làm sao mình thương mà mình không hiểu người kia thì làm sao cái tình thương mình nó có thể nó trọn vẹn được, nó đi xa, nó đi dài hơn được. Cho nên á, vô ngôn cực ý,
Có nhiều khi mình không cần nói mà mình có thể cảm được sự an lạc, mình đâu có nói được nhiều. Ai uống nước thì tự biết. Ai sống cuộc đời sống tu hành thì người đó cảm nhận được sự an lạc, không thể giải thích. Phật giáo Việt Nam mình nó có một vị thiền sư tên là Vô Ngôn Thông, Zen Master Vô Ngôn Thông. Vô ngôn tức là không có lời nói, nhưng mà cái gì cũng thông, cái gì cũng hiểu hết, cái gì cũng biết hết. Phật giáo Việt Nam có một vị thiền sư tên là Tịch Chiếu, có vị thiền sư tên là Thường Chiếu. Thường Chiếu là gì? Thường thường soi sáng, thường thường tỏa sáng. Nhưng mà trong cái thường sáng đó, sáng nhưng mà lại tĩnh lặng, cho nên gọi là tịch mà thường chiếu. Tịch mà thường chiếu nghĩa là cái trong cái vắng lặng đó mà vẫn soi sáng như thường. Trong cái sự tối tối đó, trong cái ánh sáng tối đó mà tâm người đã vẫn sáng. Phật pháp mình gọi là thường tịch quang. Đó là cõi giới của Phật. Cõi giới của Phật mà thường tịch quang cũng chính là cõi tâm của mình. Chữ thường là frequently, tịch là calmness, quang là the light. Ở trong chỗ vắng lặng đó mà vẫn tỏa sáng. Mình có một vị tổ, hiệu của Ngài là Huệ Đăng. Ngài là người dịch cái kinh Vu Lan mình tụng. Một thuở nọ Thế Tôn an trụ Xá Vệ Thành Kỳ Thủ Viên Trung, Mục Liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân, vân vân. Những cái câu thơ đó là do Ngài dịch đó. Bài kinh diễn diễn bằng vân vân đó. Cái chỗ của Ngài ở chỉ là một cái hang đá thôi. Và trước cái hang đá đó Ngài để câu đối: Tá thạch vi tường thục thức lão tăng cùng đáo để, chỉ mau tác ốc thùy tri đại đạo lạc vô cương. Mượn tá thạch tức là dựa vô vách đá, dựa vô cái phiến đá này để làm tường. Tá thạch vi tường, dựa vô cái tường đá này để làm cái chỗ ở. Tá thạch vi tường thục thức lão tăng cùng đáo để, ai biết được lão tăng này nghèo hết cỡ. Nghèo mà nghèo thiệt là nghèo luôn, là ở vách đá thôi. Nhưng mà cái đó là cái hình tướng ở, phải không? Nhưng mà bên trong nè, chỉ mau tác ốc lấy cái cỏ lấy làm cái nhà ở vậy đó, lót cái che cái mái vậy đó. Nhưng mà ở trong này có một người sống an lạc với đạo, lạc vô cương, thùy tri đại đạo. Ai biết được cái đạo lớn này, lạc vô cương, cái niềm vui không có biên giới, không cùng không tận. Đó là vô ngôn cực ý đó. Ma he ri đà dựng. Thôi mình dựng đây, thứ năm mình học tiếp. Đây là pháp thân của Phật A Di Đà, biến khiến chúng sanh hết thân này đồng sanh cực lạc quốc. Đây là Quan Âm hiện tướng. Quan Âm hiện tướng Phật Di Đà khiến chúng sanh khi hết thân này đồng sanh cực lạc quốc.